Mày không đi họp lớp à? Tôi có chứ. Hai người cứ đi trước đi, tí nữa tôi qua sau. Anh rủ nó đi làm gì? Bốc mùi chết đi được. Em nói anh mới nhớ đấy. Thối thế. Mà em dùng từ cũng hay thật đấy. Đúng là độc lạ Thanh Hóa mà. Hai người dùng từ hơi quá đáng rồi đấy. Mà anh rủ nó đi hóng lâu làm gì? Mình đi đi, không lát nữa Việt nó tới, nó lại tưởng mình mới đi hốt phân về thì nhục lắm. Em lại cứ nói thế. Dù gì Cường cũng là bạn của chúng ta mà. Này, mày tắm rửa cho sạch sẽ, bọn tao đi trước đây. Nhớ tí đến họp lớp nhá. Đi nhanh đi, bốc mùi quá, sách việc. Thằng Việt nó đi đâu mà lâu thế nhở? Đúng là cái buổi họp lớp hôm nay ấy, chỉ đợi mỗi nó thôi đấy. Em nghe nói, nó làm giám đốc công ty to lắm đấy. Lát nữa, mình phải nịnh hót nó, rồi gửi gắm nó vài đồng, xem nó có nể tình bạn bè mà giúp đỡ mình không. Đúng rồi đây. Anh là bạn nó nên anh biết, thằng này nó ưa nịnh. Chỉ cần thỏ thẻ cho nó một tí thôi, là kiểu gì nó cũng nhẹ dạ mà giúp đỡ mình thôi. Riêng gì chứ, mật em đây đầy bình. Lát nữa em rót cho chẳng cái lỗ nhĩ luôn. Nhớ đây. Phải thế chứ. Xin lỗi mọi người nhá. Tại sợ mồn giò của mọi người cho nên tôi vội ý quá, quên mất là cái xe nó hỏng phanh chưa kịp sửa. Này, rõ ràng là mày cố tình đúng không? Mày cố tình hút bọn tao đúng không? Mà này, anh mời nó tới à? Đâu, anh có mời nó đâu. Rõ ràng là cậu với Bắc mời tôi mà. À, nói anh mới nhớ đấy. Hôm đấy tôi gọi để mời ông đùa thôi. Ai ngờ ông lại mặt dày mà đến đây thật chứ. Bỏ qua là bỏ qua thế nào được. Cả đời nó chắc gì đã được ăn ngon. Tất nhiên là không bỏ qua, phải tới rồi. Các cậu nói gì mà quá đáng thế. Tôi chỉ nghĩ là đến họp lớp để bạn bè gặp mặt hàn huyên tâm sự thôi, chứ có phải là vì mới ăn mà tới đâu. Thôi, mày bỏ ngay cái giọng điệu của mày đi. Mày không đến đây vì miếng ăn ấy, thì miếng gì chứ. Mà thật sự là ở đây không ai đủ khả năng mà tiếp cái chuyện cái thằng hốt phân như mày đâu. Này, chẳng qua là tôi hốt cái bán phân trâu ở trước cửa nhà cho nhà tôi nó sạch sẽ, vậy cho vào bón cây thôi, chứ có phải tôi làm công việc gì đâu. Mong cứ nhắc hoài đấy. Tao nói mày lại còn cãi à? Mày có tin tao đánh cho mày một trận không? Thôi, lôi co với hạng người đấy làm gì. Việt tới rồi kìa. Quách phết nhỉ, có cả tài xế riêng nữa đây. Chào, chào nhá. Mọi người chờ tôi lâu chưa? Chào ông bạn. Lâu gì chưa? Chờ ông ấy thì bọn tôi chờ đến chiều cũng được. Bác nói đúng đấy, lâu rồi không gặp Việt, trông ông bảnh thật đấy. Đúng là có bí quyết gì thì chia sẻ đi nào. Có bí quyết gì đâu, chả là tôi vừa được lên chức giám đốc cho nên cũng phải có phong thái một tí chứ. Mọi người thấy ok không? Này, năm ngoái nó mới là trưởng phòng rồi đấy. Thế mà năm nay đã lên được giám đốc, có khi sang năm nữa là lên chủ tịch rồi đấy. Ấy, ông nói cho cẩn thận vào. Chủ tịch công ty là ông anh họ của tôi đấy. Ông cứ nói vớ vẩn, ông ta mà nghe được ấy, lại nghĩ tôi phản ông ấy thì chết đấy. Ông cứ nói, ông những phong độ như thế này thì làm chủ tịch cũng đáng mà. Trông ông phong độ thế này, chắc là khối cô xếp hàng để làm bạn gái Việt đấy nhở? Tôi cũng bình thường thôi mà. Lâu không gặp hai người, nghe hai người nói chuyện mà mắt lòng mắt dạ đấy. Cường Cám, lâu nay ông làm gì rồi? Thôi, không phải nhắc đến cái thằng hốt phân này làm gì đâu. Đi vào trong đi, đồ tôi gọi nguội hết bây giờ. Đúng đi, rồi đấy. Vào trong đi. Cường Cám đấy à? Trùng hợp quá, lại gặp ông rồi. Là anh ạ. Hay là vào trong ngồi một lúc đi. Tôi có hẹn với thằng em, sẵn tôi giới thiệu với ông luôn. Thôi, tôi có một chút việc bận, tôi phải về đây. Không sao đâu, một chút thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu. Đi, vào đây. Vô. Này thằng kia, tao nói mày không biết nhục mà về đi.
còn vác mặt vào đây à? Mặt mày cũng dày rồi đây. Tốt nhất ông nên về đi. Bữa tiệc ngày hôm nay không dành cho những người ở dưới đáy xã hội như ông đâu. Tao nói cho mày biết, hôm nay Việt mời anh họ của nó là chủ tịch SVM đến đây. Mày không nên ở đây đâu, làm ô nhiễm bầu không khí bọn tao, mất mặt lắm. Người làm ô nhiễm không khí ở đây chính là các người đấy. Xin lỗi ông nhé, tôi phải nghe điện thoại. Để ông vào đây trước, nghe mấy lời không hay như thế này. Thằng kia, lại là mày à? Có vẻ mày thích xen vào chuyện người khác nhỉ? Này, ông làm cái gì đấy? Ông anh họ tôi đấy. Anh họ ông là chủ tịch đấy à? Chả thế thì sao? Anh, em phải ngồi ạ. Không dám. Chú cũng biết chọn bạn mà chơi quá nhỉ? Chú không biết những gì mà họ đã làm với tôi đâu. Bị gì thế này? Tự dưng lại bị sao thế này? Anh bị sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Đang đi thì tự dưng lại chết máy. Anh cho tôi hỏi gần đây có tiệm sửa xe nào không? Có đấy. Nhưng mà rất bộ hơi xa. Chắc phải tầm 2-3 cây cơ. Xa thế cơ? Nhà tôi cũng sửa xe. Tôi biết một ít, cứ để tôi xem cho. Nếu mà sửa được thì tôi sửa luôn. Thế thì nhờ anh nhé. Kia, làm gì đấy? Đi chơi không? Tôi thấy anh ấy hỏng xe, cho nên là tôi xem giúp thôi. Mà hai người đi đi, tôi làm gì có tiền chứ. Hỏi cho vui thôi, ai mà thèm ông đi cùng. Mà này, mày có quen biết gì thằng này không? Mà sửa xe cho nó, cẩn thận, không bị nó lợi dụng đấy. Ông nói cái gì đấy? Nhìn là biết là anh ấy không phải người ở đây rồi. Tôi chỉ xem qua xem có giúp được gì không thôi. Chắc là đồng loại với nhau gì. Đúng là nhìn hai thằng mày đã toát lên sự hôi thối rồi. Này anh kia, tôi không biết anh là ai, nhưng mà anh đang nói xúc phạm người khác rồi đấy. Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao? Mày muốn gì? Bác, thôi ông đi đi, đừng có gây sự chứ. Tao cũng không thích gây sự đâu. Nhưng mà nhìn mấy thằng lạ như thế này, tao ngứa mắt. Sao? Nhìn gì? Muốn gì? Anh thích gây sự không? Để tôi báo công an nhé. Mày ngon mày báo đi. Bố mày lại sợ mày quá cơ. Thôi, tự nhiên đi gây sự. Đi đi. May cho mày đấy. Đúng là quá quắc mà. Anh cứ kêu họ đi. Xin lỗi anh nhá. Vì tôi mà anh bị liên lụy. Bình thường họ vẫn hay bắt nạt cậu như thế à? Tôi quen rồi. Mà thôi, để tôi sửa xe giúp anh. Nhờ anh nhá. Thế nào? Có được không? Đơn giản quá. Cái xe của anh nó chỉ bị tuột buji thôi. Chắc là do đi đường sóc quá. Tôi vừa lắp lại rồi. Anh đè lại xem. May quá. May mà nhờ gặp được cậu. Chứ nếu không tôi phải dắt bộ mất. Không có gì đâu. À đúng rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Còn đây là danh thiếp của tôi. Sau này cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Hôm nay tôi có việc ở gần đây, cho nên là thuê con xe này đi. Nhưng mà nó lại dở chứng dọc đường. Thôi, bây giờ tôi còn có việc nữa, tôi đi trước nhé. Chào anh. Chào cậu. Đúng là tôi có mắt mà như mù, mới coi trọng hai người đấy. Ông ơi, bọn tôi chót lời, bọn tôi sai rồi. Ông nói với anh ông giúp bọn tôi một câu nhá. Phải đấy, bọn tôi cũng biết anh ấy là anh họ của ông, mà lại còn là chủ tịch nữa. Nếu biết thì hai người sẽ thi nhau định hót tôi à? Anh
anh em giải thích đã. Tôi không có gì để nói với hai người cả. Em... Thôi, không phải nói nữa. Bây giờ mời hai người đi cho. Biết. Đi. Còn chú nữa. Chống mắt lên mà xem những việc tốt mà chú làm đây. Từ bây giờ đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Chú chính thức bị sa thải. Anh ơi, tại hai người kia xúi giục em thôi ạ. Thôi, nói như thế là đủ rồi. Chuyện này chú Thành cũng đã biết. Lo về nhà gặp mặt mà nói chuyện với chú ấy đi. Anh ơi, em biết em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi ạ. Bố mẹ em mà biết em bị đuổi việc là em chết chắc đi ạ. Đấy là việc của cậu. Có làm thì có chịu. Cậu Cường này, công ty tôi rất cần những người có đức như cậu. Nếu như cậu muốn, tôi sẽ hướng dẫn cậu những kiến thức cần biết. Sau này sẽ nhận cậu vào làm công ty của tôi. Cậu thấy thế nào? Được thực tập mà còn được làm việc ở công ty của anh, có thật không ạ? Lời của chủ tịch nói ra cậu không thật được sao? Quan trọng là cậu có muốn hay không để tôi còn sắp xếp. Muốn ạ. Vậy tôi đưa cậu lên công ty tham quan trước đã. Dạ vâng, đi luôn bây giờ ạ. Tất nhiên, tài xế của tôi đang đợi bên ngoài rồi. Chúng ta đi thôi. Vâng ạ.